Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên lần thứ 9 năm 2019. Đoàn nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang tỉnh An Giang xin được gửi đến quý thủ trưởng, quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng các đoàn về tham dự liên quan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang thanh niên sinh viên lần thứ 9 năm 2019. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với liên quan lần này, chúng tôi xin được gửi đến chương trình với hai phần. Phần 1, nhớ nguồn, và phần 2, bài ca nâng bước quân hành. Và ngay sau đây, phần dự thi của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng Lực lượng Vũ trang tỉnh An Giang xin được phép bắt đầu. Thank you.
các đồng chí. Các đồng chí hãy đi đi. Hẹn gặp lại các đồng chí. Con trai yêu quý, đầu thư mẹ có lời hỏi thăm con. Cùng anh em trong đơn vị, có khỏe thì mẹ mừng. Biết các con đi đánh giặc chịu nhiều vất vả, cả làng thương nhớ vô cùng. Quê mình vẫn thế, những đứa con trai cứ lần lượt lên đường, cả làng cùng chung nhau nỗi nhớ. Mẹ vẫn khỏe, con đừng lo gì cho mẹ. Ở nhà đã có bà con làng xóm qua lại thăm nom luôn. Đàn bà làng mình bây giờ lạ lắm, từ già đến trẻ ai cũng giỏi, vừa đánh giặc vừa cấy cày. Năm nay lúa làng ta tốt lắm, con còn nhớ cây gạo đầu làng hay không? Giặc đến con nhiều là thế, nhưng đến mùa hoa vẫn nở đỏ ối. Các con đi chân cứng đã mềm, làng quê luôn thương nhớ. Sao vậy? Có chuyện gì mà sao tôi nghe ông la lớn quá vậy ông? Mấy giờ rồi hả bà? Giờ này á là gần 6 giờ rồi. Ủa, sao bữa nay ông thức trễ vậy? Hôm nay là ngày mấy hả bà? Bữa nay là ngày 27 tháng 7 rồi. Thôi chết rồi. Ủa, có chuyện gì vậy ông? Đúng rồi, ngày này năm ấy hèn chi anh em về nhắc tôi. Nhắc? Mà nhắc chuyện gì? Ai nhắc về ông? Là đồng đội chiến đấu năm xưa. Ở đâu vậy ông? Đó, đó, nó về tới quê mình rồi đó. Chắc tụi nó giận tôi lắm, nên tụi nó về nhắc nhở tôi đây mà. Ôi mẹ ơi, ông nhà tôi bữa nay sao vậy nè? Tôi có làm sao đâu. Ông có chắc là ông không sao không? Không sao mà. Bây giờ bà vào trong chuẩn bị hành lý để tôi lên đường đi tìm đồng đội chiến đấu năm xưa. Đi ngay bây giờ hả ông? Ngay bây giờ. Bà đi đi. Thôi để tôi đi.
thật mới đây mà đã hơn 40 năm. Hơn 40 năm mấy tôi từ sâu hồ trong lòng mà không thể nào dài thích được. Xin đồng đội hãy tha lỗi cho tôi đã không làm tròn lời chẳng dối của anh em. Khi nước non thấm nhất tôi xin về nơi cách rốn nhau ông ơi, hành lý của ông tôi đã chuẩn bị xong hết rồi đây nè. Được rồi, bà để đó, tôi vô tôi lấy bà ơi. Dấu chân ấy in khắp cánh đồng rừng núi, tìm đồng đội của mình dưới lớp đất sao yên trắng. Khi chiều buông nắng tắt cuối chân trời, anh nhìn mông lung giữa khoảng không mịt mờ, đồng đội xưa vẫn giữa lòng tình. Tôi chợt liên tưởng đến anh nào khác thân cò lặn lội tìm đồng đội giữa mênh mông nắng gió, bất chấp những lành sương rừng. Có hay không chuyện người chết có linh hồn, nhiều điều anh kể ra nghe như huyền thoại. Chuyện người chết về gọi người sống, là tiếng người chết gọi anh, mà chính là tiếng lòng anh đang gọi. Nếu để sót dưới lớp đất sâu một thi hài chiến sĩ, là tự anh không thể an lòng. Dạ, con chào chú Hai. Con chào chú Hai. Chào hai cháu. Hai cháu đi đâu đây? Dạ, tụi cháu đi tham quan di tích lịch sử.
Sẵn đây, chú hai kể cho tụi cháu nghe về cuộc hành trình đi tìm đồng đội của mình đi chú. Dạ, kể đi chú hai. Được, để chú kể cho hai cháu nghe. Hiện xong lời hứa của mình, các đồng chí hãy an lòng mà yên nghỉ. Chiến tích hàng số vòng
về non sâu. Da 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 cùng hát ca vang khúc ca quân hành hơn 70 năm một chân đường gian lao mà vinh quang. Vinh quang có chúng tôi những người lính trẻ cùng hát ca vang khúc ca yêu đời yêu quê hương sông nước dạt dào yêu câu hò mênh mang thơ. Chiến sĩ miền Tây khỏe vì quê hương miền Tây yêu.
đi da đi rum rum đi da đi rum rum đi da đi rum rum đi da đi đi da đi rum rum đi da đi rum rum đi da đi rum rum mơ cháy bồng cùng với con tim khát khao ước vọng mãi bước theo con đường bát tròn tương lai rộng thênh thang hát lên đi ước mơ lính trẻ cùng với con tim khát khao yêu đời ta yêu sao trên mũ giằng ngời rơi quân kỳ vinh quang Chiến sĩ miền Tây trẻ, chiến
mình cũng mong
về thăm Bánh Nuôi. An Giang ơi, sông nước ngọt ngào, ta đi trong tình yêu của đất, nghe dịu dàng bài hát quê hương. Tôi đưa em về thăm Bánh Nuôi, hoa long viên nuôi cấm mộng mơ, nghe suối reo hồn thơ của ta như hòa cùng điệu hát hà dây. Chào một gian đường An Giang.
và chiến sĩ, nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta yêu cuộc đời. Còn hãy vui cùng những người lính trẻ, rất yêu đời và luôn mơ ước, ước mơ được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau. Thân như nhà, nhờ gió đem lời yêu thương. Người ơi, nơi quê nhà, nơi có những vì sao đời mong. Đời lính có cây đàn tâm tình, hoàn thiên khi đông buồn vui. Đẹp theo ta đi khắp nơi, theo bước chân anh quân giữa cuộc đời. Chúng ta là chiến sĩ.